chào các bạn, mình là Hưng, mình là bartender của Ahana Lê Hồng Phong. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại đồ uống là trà kombucha, một loại trà bất tử, rất tốt cho sức khỏe và lợi khuẩn của mọi người. Chúng mình cùng bắt đầu nhé. Trà kombucha được bắt nguồn từ một con giống gọi là scoby. Con giống này sẽ ăn đường và trà đen để tạo ra trà kombucha sẽ có lợi cho sức khỏe. Kombucha mình sử dụng ở đây là kombucha nguyên chất. Ở đây mình sẽ dùng bay dứa để làm trà kombucha dứa và một chút chanh để tạo độ chua. Ngon quá.